Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở ấp Lương Trí, xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay đến nhà anh Trường thợ cưa nè, quay hàng cây trước cửa nhà anh Trường. Thì cả nhà thấy hàng cây này cũng khá cao nha. Những cái phần đọt nó nghiêng về phía dây điện và cái máy nhà. Đây là cái đường đan. Nếu không cưa hàng cây này, trời gió giật xuống nó sẽ gãy, rất là nguy hiểm nha. Ở xin mời cả nhà cùng theo dõi anh Trường và anh Hiền sẽ cưa hàng cây này như thế nào nha. Thì đây là đường đan, xe chạy rất là đông, cũng phải chặn lại để xe nó dừng lại. Cái cây anh Trường đang leo là cái bằng nhớt. Cái bằng nhớt này cả nhà thấy cái phần đọt nè, đi thẳng về đường dây điện luôn. Dạ, em đang vô được bão nữa cả nhà. Dạ, vô được bão nên những cái cây cặp mặt đường nè, nó nghiêng và nó cao á, mà nó cưa mấy cũng đem sự nguy hiểm cho chủ nhà và bà con đi đường. Yeah.
thích với nhau á. Yeah.
từng nhánh thảy xuống bên dưới có dây điện với xe ta qua lại đó, trời gió nữa là anh Trường cưa từ từ. Nó không muốn thấy. Rồi cả nhà thấy có những đường dây điện nha. Nó rất là nhiều cọng sát nha. Trời ơi. Thánh hồng à. Cây này là đúng đấy. Trời ơi, để cho cục vàng tôi đi qua cha ơi. Cục vàng tôi xăm xăm ra. Từ từ con. Cục vàng tôi được bàn tay rất là đẹp nha. Trời thiệt chứ. Ông chơi nó muốn làm gì làm à, thiệt chứ. Cũng đã hoàn thành xong cái bằng nhớt rồi cả nhà. Mình cũng xin kết thúc video tại đây.
Tạm biệt cả nhà nha, hẹn cả nhà những video mới tiếp theo.